Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay thì Lệ đang có mặt tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Và video hôm nay thì Lệ muốn giới thiệu với các anh chị một ngôi nhà nằm ngay gần với bờ kè sông Vĩnh Ngọc luôn quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể thấy là từ cái vị trí nhà của chúng ta sẽ nhìn ngắm được một cái view rất là tuyệt vời và gió rất là mát luôn. Và ngôi nhà này thì với kết cấu là một trệt hai lầu, được xây dựng cực kỳ kiên cố và tâm huyết luôn quý anh chị, và còn rất là hiện đại nữa. Thì bây giờ mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan vị trí ngôi nhà nha, và thiết kế bên trong của ngôi nhà này như thế nào nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của em Lệ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích cũng như là những sản phẩm đầu tư mới tại thị trường bất động sản Khánh Hòa. Và Lệ phép được quay cam sau để review chi tiết hơn về cái vị trí tổng quan cũng như là kết nối giao thông của khu vực này nhé. Thì các anh chị có thể thấy trước mặt em là đây, đó chính là cái ngôi nhà mà Lệ muốn giới thiệu với các anh chị. Nó tọa lạc tại vị trí hai mặt tiền đường rất là đẹp luôn quý anh chị, và là đường ô tô đi vào tận nhà nha quý anh chị nha. Đây, thì bây giờ Lệ sẽ quay một vòng ở phía ngoài nhà cho quý anh chị cùng xem qua. Ngôi nhà của chúng ta kết cấu là một trệt và hai lầu, rất là đẹp luôn quý anh chị. Và đi vào bên trong thì anh chị sẽ cảm nhận được là cái sự kiên cố và tâm huyết của ngôi nhà này nha. Rất là kiên cố luôn và rất là đẹp ha, ngôi nhà vẫn còn mới tinh tươm luôn quý chị. Đó, thì bây giờ là sẽ quay một vòng ở hạ tầng phía ngoài nha. Thì các anh chị có thể thấy là khu vực của chúng ta thì dân cư cũng rất là đông rồi ha, và đường di chuyển là đường bê tông này quý chị, nè, ô tô đi vào thoải mái nha. Quý chị đi thẳng ra tầm 300 m thôi thì chúng ta sẽ ra cái con đường Xuân Lạc cũng như là ra chợ Vĩnh Ngọc, thì đâu đó chỉ tầm 600 m, cũng như là ủy ban nè, chợ nè. Đó, đầy đủ các tiện ích dân sinh ha. Cái khu vực xã Vĩnh Ngọc thì dân cư cũng rất là đông luôn quý anh chị. Đó, gần nhà chúng ta nè, những cái dãy nhà san sát nhau rất là đông đúc ha. Và có một điểm là nhà của chúng ta thì rất là gần với cái bờ kè sông sau quy hoạch luôn quý anh chị. Đó, nên sau này thì cái vị trí nó sẽ có những cái tiềm năng tăng giá ha. Chúng ta có thể là vừa ở này hoặc là mua để đầu tư. Đó, thì tùy vào quý anh chị nha. Thì đường của chúng ta là đường ô tô đi vào thoải mái ha. Đó, phía sau là có một cái quán du lịch sinh thái quý anh chị, và vườn câu này, cũng như là cho thuê lều để mà các anh chị có thể là ở lại ha, để trải nghiệm, bởi vì view sông ở đây rất là tuyệt vời luôn, cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Đó, thì bây giờ là sẽ di chuyển vào chi tiết ngôi nhà để các anh chị có thể là xem qua nha. Đây, ngôi nhà của chúng ta với tổng diện tích là 77 mét vuông nha quý anh chị, và ngang là 6 mét. Đây, cái bề ngang rất là đẹp, ngang 6 mét và dài là gần 13 mét nha quý anh chị. Đó, hướng bà Lệ đang hướng cổng chính của nhà chúng ta là hướng Tây Nam, và hướng bên hông là hướng Tây Bắc. Bây giờ Lệ sẽ di chuyển ra phía sau để các anh chị có thể là thấy được ở cái quy hoạch phía sau nha. Thì bây giờ Lệ sẽ... Đó. Đây. Đây là phía sau nhà chúng ta này quý anh chị, đó, đường ô tô thoải mái, nên ở đằng sau họ đang kinh doanh cái đó câu câu cá nè. Đằng sau view rất là đẹp quý anh chị, ở khu vực gần sông như thế này thì gió rất là mát, và ngay sau vị trí lưng nhà của chúng ta sẽ là có một cái con đường quy hoạch bờ kè sông nha quý anh chị. Đây, quý anh chị để lại mở cái quy hoạch cho quý anh chị cùng xem nha. Đây, cái chấm xanh là cái vị trí mà Lệ đang đứng nè quý anh chị, rất gần với cái đường bờ kè quy hoạch xong ha. Và phía gần đây thì theo quy hoạch mới là có một cái cầu nữa nè quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn, xong về quy hoạch thì rất là đẹp và view sông rất là thoải mái ha. Thì lát nữa chúng ta di chuyển vào nhà thì sẽ càng thấy rõ hơn, cũng như là thấy được cái view này nó đẹp đến như thế nào nha quý anh chị. Và từ vị trí ngôi nhà này các anh chị đi xuống trung tâm thành phố Nha Trang thì chỉ tầm là mất 5 km thôi quý anh chị. Đó, nên vị trí này mà các anh chị nào đang muốn tìm một ngôi nhà để an cư và đi làm thì vị trí này cũng rất là phù hợp quý anh chị, tại vì nó không quá xa trung tâm thành phố, mà cái mức giá hiện tại là vẫn đang bán là khá là tốt nha. Đây, ngôi nhà của chúng ta ngang 6 ha. Ở trước nhà thì có một cái bồn hoa rất là xinh nè. Để nhìn thêm có cây cảnh thì nhìn cái ngôi nhà chúng ta nó sẽ tươi mới hơn rất là nhiều. Và trước hai cái cổng cổng nhà thì cũng có ốp gạch men nên nhìn rất là sáng và rất là sạch ha. Và có một cái điểm là ở trước nhà chúng ta nè, còn một cái vị trí đất trống nè quý anh chị. Thì giờ các anh chị có thể là tận dụng để có thể là đậu ô tô ha.
Đó, chúng ta sẽ đậu ô tô trước nhà hoặc là bên hông nhà. Đó, cái bây giờ thì lại sẽ di chuyển vào cái khu vực phía bên trong nhà nha. Ở trước nhà của chúng ta thì có để chừa lại một cái khoảng sân này quý anh chị. Với cái khoảng sân này thì các anh chị có thể là đậu được xe máy ha, hoặc là đây, để một số vật dụng như hiện tại. Đó. Các anh chị có thể thấy là xung quanh ở trước cổng này, chủ đã xây rào chắn này, bảo vệ rất là kiên cố và rất là an toàn. Ở trên thì có lợp tôn cũng như là có đèn trần hết rồi quý anh chị. Đó. Cái mặt ngoài của ngôi nhà này quý anh chị được ốp đá hết ha, nên nhìn ngôi nhà nó rất là sáng và rất là sang luôn quý anh chị. Đó, cửa thì là cửa nhôm sinh pha từ cửa sổ tới cửa chính, rất là đẹp và rất là thẩm mỹ. Bây giờ là sẽ di chuyển nhanh hơn vào vị trí ngôi nhà nha. Đó, đầu tiên thì đây là cái vị trí của phòng khách này quý anh chị. Phòng khách của chúng ta thì được thiết kế rất là đẹp ha. Phòng khách. Đó, phía bên này là một cái bộ sofa này, những cái tranh ảnh này rất là đẹp, cũng như là hệ thống cửa thì cũng đã có rèm hết rồi quý anh chị. Đây. Vào ngôi nhà thì rất là thoáng ha, tường của chúng ta thì được ốp gạch men lên tới trên cao, nên nó sẽ giữ được vệ sinh cũng như là rất là sạch sẽ. Khi mà nhà chúng ta có con nít hay là sợ vẽ bậy lên tường ha, thì có ốp gạch thì nó sẽ rất là sạch luôn quý anh chị. Đó. Còn ở đây trên trần nhà này, trần nhà của chúng ta được thiết kế cái đèn cơ bản thôi nhưng mà rất là sang luôn ha. Thì và ngôi nhà này thì chủ sẽ để lại những cái nội thất cơ bản, những nội thất liền tường cho quý anh chị nha. Đó. Rất là đẹp. Còn tiếp nối với không gian của phòng khách thì sẽ là không gian của phòng bếp nha quý anh chị. Phòng bếp các anh chị có thể thấy là được thiết kế rất là rộng rãi ha, với 77 mét vuông nhưng mà đi vào ngôi nhà rất là thoáng nha quý anh chị. Đó, với hai hệ thống tủ trên dưới nè, tủ gỗ gỗ thịt nha, và được ốp cái gạch màu đen nè, nên nó rất là nhìn nó rất là sạch cũng như là rất là sáng ha, và cũng dễ vệ sinh hơn rất là nhiều. Góc bên này thì chúng ta sẽ để tủ lạnh ha. Cái trần ở khúc đoạn nhà bếp này thì cũng rất là đẹp luôn á quý anh chị. Đây, với những cái chiếc đèn trần cơ bản nhưng mà là thấy đi vào ngôi nhà thiết kế cực kỳ chắc chắn và cực kỳ sang, thì lại cũng có hỏi thăm hàng xóm thì họ nói là cái căn nhà này xây là để ở quý anh chị, tuy nhiên là bởi vì có việc nên còn phải bán, và cái mức giá bán thì đã giảm hơn trước hoặc tới 350 triệu luôn quý anh chị. Đây, đây là phòng ngủ ở tầng trệt ha, một cái điểm cộng cho những cái gia đình anh chị nào đang có bố mẹ lớn tuổi và muốn tìm một cái nhà mà có phòng ngủ ở tầng trệt để các bác đỡ di chuyển qua lại, thì là nghĩ là các anh chị nên cân nhắc và xem xét cái ngôi nhà này ha. Đó, ở dưới này thì có một cái nhà vệ sinh nè. Đây, dưới đây thì có một nhà vệ sinh để có khách hoặc là phòng ngủ ở dưới sẽ sử dụng sẽ rất là tiện. Đây, nhà vệ sinh đầy đủ các nội thất cơ bản ha. Đây, và các anh chị có thể thấy là đây là đứng một góc để quay cái phòng khách lại cho quý anh chị cùng xem. Phòng khách rất là rộng ha. Gia đình anh chị nào có bé nhỏ thì với cái khoảng phòng khách này thì rất là rộng và rất là thoải mái để các con có thể là vui chơi. Và ở ngay góc cầu thang này thì có làm một cái kệ tủ để có thể là làm như một cái kho đựng vật dụng cũng rất là hay các anh chị, và tiết kiệm được cái diện tích nữa nè. Nhà thiết kế rất là đẹp. Và bây giờ thì lại sẽ di chuyển lên trên tầng 2 ha. Các chị có thể thấy là cái bậc thang của chúng ta được thiết kế cái nền đen nè, và tay cầm bằng gỗ cũng như là những cái song gỗ để che chắn, nhìn rất là thẩm mỹ và rất là sang. Và lại thấy là với những cái kệ gỗ như thế này, các anh chị có thể là đặt thêm bình hoa nè, hoặc là những cái vật dụng mà quý anh chị yêu thích để trang trí và tô điểm thêm cho cái ngôi nhà của chúng ta thì sẽ rất là đẹp luôn. Đây, thì bây giờ lại sẽ di chuyển lên cầu thang nha. Cái cọc bậc thang thì diện tích vừa phải và đi rất là êm, rất là chắc chắn với quý anh chị. Và lên trên với cái tầng này thì đầu tiên là sẽ di chuyển vào cái phòng ngủ cho quý anh chị cùng xem. Đây, phòng ngủ rất là rộng ha.
Đây là sẽ quay một vòng phòng ngủ này. Đó. Rất là rộng với hai cái cửa sổ ha, một cửa sổ phía bên này. Đó. Từ vị trí này các anh chị cũng đã thấy được cái view sông từ cửa sổ nhà mình rồi nè quý anh chị. Sông và núi rất là đẹp ha. Thì bây giờ là sẽ di chuyển qua cái góc cửa sổ chính nè. Rất là tuyệt vời ha. Các anh chị tưởng tượng là mình buổi sáng nè, ngủ dậy nè, kéo cái rèm ra thôi, đón được một cái làn gió mát cũng như là cái view sông và núi xung quanh nè, nhìn núi non cực kỳ hùng vĩ không quý anh chị. Đó, và sông rất là đẹp, và phía bên kia các anh chị có thể thấy là họ đang khai thác sinh thái cực kỳ lý tưởng luôn ha. Đó, lều để cho thuê rất là đẹp luôn quý anh chị. Ở những cái nơi mà gần gũi với thiên nhiên cũng như là không khí trong lành như thế này thì cảm giác mình rất là thoải mái cũng như là tinh thần lúc nào cũng cũng dễ chịu quý anh chị. Không quá xa thành phố nha, nhưng mà lại có một cái vị trí ngôi nhà rất là tuyệt vời như thế này. Đây, và trong phòng thì có luôn nhà vệ sinh ha, rất là tiện, phòng ngủ thì lại cực kỳ rộng nữa. Bây giờ là sẽ bật đèn trong phòng để quý anh chị có thể xem. Đó, đây, lại vừa bật đèn ở trong phòng ngủ này quý anh chị. Rất là đẹp ha. Bây giờ là sẽ di chuyển sang cái khu vực còn lại. Ở đoạn này thì chúng ta có một cái khoảng trống rất là rộng quý anh chị. Thì với cái không gian này thì các anh chị có thể là thiết kế, nếu mà chúng ta có con đang trong độ tuổi đi học thì có thể thiết kế thêm một cái bàn học ở góc này, giống như là không gian học chung á quý anh chị. Là thấy bây giờ những cái ngôi nhà mới bây giờ thiết kế như vậy rất là lý tưởng luôn. Không gian ở giữa này để cho các con chơi hoặc là làm đặt một cái bàn học, bởi vì cái khu này cũng có cửa sổ nè, cũng có ánh sáng rất là đảm bảo cho các bé có không gian để ngồi học và rộng rãi nữa, không phải chiếm nhiều diện tích trong phòng. Và phía bên này là một cái phòng ngủ thứ ba ha. Phòng ngủ này thì cũng có nhà vệ sinh riêng luôn nha quý anh chị, nhưng mà diện tích của nó thì lại nhỏ hơn những cái phòng ngủ bên kia một xíu. Đó, thì phòng ngủ này thì sẽ thích hợp cho các con của mình. Đây. Phòng ngủ này thì không có giường, chỉ có tủ nè. Tuy nhiên thì phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh riêng biệt hết. Hiện tại thì chủ đang ở nên là sẽ chỉ quay sơ cái căn phòng này cho quý anh chị xem qua thôi nha. Đây, vẫn còn một số vật dụng của chủ nên là sẽ không tiện. Và các anh chị có thể để ý là tất cả các phòng ngủ này đều có cái cửa kính nè. Vì vậy chúng ta tận dụng được tối đa cái ánh sáng tự nhiên cũng như là đi vào ngôi nhà căn phòng của chúng ta cảm giác nó rộng và thoáng hơn rất là nhiều ha. Mặc dù diện tích của chúng ta chỉ là 77 mét vuông nha quý chị, nhưng mà thiết kế cực kỳ thông minh và rất là thoáng, gần gũi với thiên nhiên quý chị. Đó, đây là một cái góc ban công ha. Thì góc này nếu mà các anh chị thích thì có thể là trồng thêm những cái cây, để thêm những cái chậu cây ở góc này thì sẽ rất là xinh cho ngôi nhà. Và đây là cái view từ phía trước ban công nhà chúng ta nha. Có thể là thấy được những cái nhà hàng xóm xung quanh. Đa số những cái nhà xung quanh đây đều là những cái anh chị vợ chồng trẻ và mới vừa xây nhà của anh chị, thì thấy là nhà ở xung quanh đây vẫn còn rất là mới nha. Đó. Thì bây giờ là sẽ di chuyển lên trên tầng 3 để xem thử là ở trên tầng 3 chúng ta còn những cái phòng nào ha. Lối đi cầu thang thì các anh chị có thể thấy là rất là sáng, vừa có đèn mà vừa có cái hệ thống giếng trời nè quý anh chị. Đó, nên đi lên cầu thang thì rất là sáng nè, không gian cầu thang đi rất là sáng. Nhưng mà nhà thì bước vào thì lại cảm giác là xây dựng cực kỳ kiên cố luôn quý anh chị. Đó, thì ở phía trên này thì chúng ta sẽ còn không gian của một phòng thờ, phòng khách và ban công trước sau ha. Đó, thì bước lên không gian đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái không gian phòng thờ của chủ nha quý anh chị. Đó, phòng thờ nè, rất là rộng rãi nè, không gian phòng thờ rất là rộng rãi. Và ngay bên cạnh phòng thờ thì chúng ta có thêm một cái không gian của phòng khách nữa quý anh chị. Đây, không gian phòng khách nữa, thêm một không gian phòng khách nữa rất là rộng rãi luôn. Phòng nào thì cũng có cửa sổ nhôm sinh pha như thế này, cửa thì rất là chắc chắn.
đi vào ngôi nhà là cảm giác rất là thoáng thôi chị ạ. À, phòng thờ chủ là người theo đạo Phật nha quý anh chị. Đó. Để đó phòng thờ này cũng như là sách kinh cũng như là cái khoảng không gian rộng để có thể là ngồi đọc kinh ha. Đó, đây là cái ban công trước nhà. Ở trên này thấy tầng 2 cũng có ban công ha, tầng 3 chúng ta cũng có ban công nha. Rất là rộng. Ở vị trí này mà chúng ta đặt một cái bộ bàn ghế ha, ngồi uống trà, uống cà phê, nói chuyện thì rất là tuyệt vời. Không khí rất là mát luôn. Ừ. Nhà thì được thiết cố cực kỳ kiên cố và rất là đẹp quý anh chị, nhìn thiết kế rất là hiện đại luôn, rất là chắc chắn nha. Nhà này là xây là xác định để ở quý anh chị, tuy nhiên là vì có việc riêng nên mới phải bán. Và bây giờ thì lại sẽ di chuyển ra cái không gian còn lại của ngôi nhà. Sau đó thì sẽ tổng kết và giá cho quý chị xem ha. Và phía sau này thì có cái không gian của sân phơi nè, nhà giặt và sân phơi. Rất là rộng luôn và các anh chị có thể thấy là được che chắn nè, sắt xung quanh nè, rất là an toàn cho quý chị ha. Cực kỳ tâm huyết luôn quý anh chị, ngôi nhà này thì đã thấy là cực kỳ tâm huyết luôn. Và ở trên này thì có thêm một cái nhà vệ sinh nữa nè. Đó, rất là tiện ha, tầng nào chúng ta cũng có nhà vệ sinh để các anh chị có thể là thoải mái sử dụng. Và quý anh chị có thể thấy là cái view từ phía trên sân thượng nhà chúng ta ha. Rất là đẹp. Lệ lên tới ngôi nhà này thì lại thấy rất là thoải mái luôn quý anh chị. Đó. Và với là tổng kết về cái ngôi nhà này ha, với tổng diện tích của nó là 77 mét vuông, tỏa lạc hai vị trí, hai mặt tiền, đường ô tô di chuyển và thoải mái. Và phía sau nhà chúng ta thì sẽ có cái quy hoạch đường bờ kè cực kỳ rộng, thì đó sẽ là một trong những cái điểm để giúp cái bất động sản nhà chúng ta có tiềm năng tăng giá nha quý anh chị. Đó. Và cách Nha Trang thì chỉ tầm 5 km. Và phía bên kia có cano đang di chuyển, đó chính là khu vực du lịch sinh thái đảo Gà quý anh chị. Đó, phía bên đó cano đang di chuyển qua là vị trí của đảo Gà nha. Và ngôi nhà này thì chủ đang mong muốn bán với mức giá là 3 tỷ mốt nha quý anh chị. Đó, một mức giá rất là tốt, bởi vì đang thật sự rất là cần bán ha. Giảm 350 triệu so với 2 tháng trước, thì chủ đang 2 tháng trước là chủ bán 3 tỷ 450 cho quý anh chị, nhưng mà hiện tại là giảm chỉ còn 3 tỷ mốt cho quý anh chị nào thiện chí và muốn tìm cho mình một ngôi nhà gần với trung tâm thành phố Nha Trang. View thì đẹp, thoải mái, cũng như là đường là ô tô di chuyển vào tận nhà, đầy đủ trong bán kính 1 km thì có đầy đủ các tiện ích dân sinh luôn. Đó, tuy nhiên về pháp lý thì đã có sổ nha quý anh chị, sổ có thể là sang tên công chứng ngay luôn. Tuy nhiên thì có một nhược điểm là nhà này là chưa hoàn công trên sổ thôi quý anh chị. Đó. 3 tỷ mốt cho cái ngôi nhà hai mặt tiền này, view sông thoáng đãng cực kỳ tuyệt vời quý anh chị. Và nếu quý anh chị mình quan tâm đến vị trí ngôi nhà mà Lệ giới thiệu trong video hôm nay thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Và video trên là toàn bộ những cái hình ảnh mà chân thật đã đến xem trực tiếp và review cho quý anh chị. Quý anh chị yêu thích thì hãy nhấn like cũng như đăng ký để ủng hộ em Lệ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.